Bạn thân bà Phương Hằng tố cáo bị YouTuber Long Ngô xúc phạm khi livestream cùng CEO Đại Nam. Những ngày qua, vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng chính thức bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận. Trên nhiều diễn đàn, số phận của những YouTuber và ekip giúp sức cho bà Hằng cũng đang gây tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng không chỉ bà xã ông Dũng Lò Vôi mà những YouTuber khác ekip giúp sức cho bà cần được rõ trách nhiệm bởi có thể coi là đồng phạm bất kỳ lúc nào. Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác minh những đối tượng liên quan với vai trò tiếp tay giúp sức cho bà vi phạm pháp luật để xử lý theo quy định. Ngoài ra, các cá nhân trước đây đã làm đơn tố giác tội phạm yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng cũng được cơ quan công an mời lên làm việc. Sáng nay 1 tháng 4, bà Trương Việt Hà, ngụ quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị xử lý hình sự đối với ông Ngô Thành Long, YouTuber Long Ngô 37 tuổi, thường trú tại ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai về hành vi bôi nhọ, vu khống, xúc phạm nhân phẩm cá nhân người khác khi livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đơn của bà Việt Hà, thời gian qua, YouTuber Long Ngô đã nhiều lần đưa hình ảnh, tên tuổi, địa chỉ của bà lên mạng xã hội. Người này thường xuyên livestream bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm rất nhiều người, trong đó có bà Việt Hà. YouTuber Long Ngô đã chửi bới với lời lẽ rất thiếu văn hóa, kiểu côn đồ, dùng những từ ngữ vô cùng tục tiểu để xúc phạm người khác. Những hành vi trên của YouTuber Long Ngô có dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác, tội vu khống và tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại các điều 155, 156 và điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Theo bà Việt Hà, bà không quen biết, không có bất cứ mối quan hệ nào với YouTuber Long Ngô. Thế nhưng YouTuber Long Ngô đã rất nhiều lần, trong lúc livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng, đã bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm, vu khống bà Việt Hà và gia đình. Bà Việt Hà đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng xác minh thông tin để sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với YouTuber Long Ngô theo đúng quy định pháp luật. Bà Trương Thị Việt Hà là người đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên Bộ Công an vì cho rằng bị can Hằng thường xuyên livestream gào thét, bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hàng trăm người, trong đó có bà Việt Hà. Trong đơn tố cáo, bà Việt Hà cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên đưa tên, hình ảnh, địa chỉ nhà bà Hà trong các buổi livestream, thậm chí còn hăm dọa đánh người vô cớ. Trước đó, ngày 26 tháng 11 năm 2021, Công an tỉnh Bình Dương và Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông đã làm việc với YouTuber Long Ngô liên quan những phát ngôn trong buổi livestream của bà Hằng vào ngày 14 tháng 11 năm 2021. Sau buổi làm việc, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với YouTuber Long Ngô vì đã cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức với số tiền 7,5 triệu đồng. Tất cả fan ruột của bà Nguyễn Phương Hằng không ai không biết YouTuber Long Ngô. Long Ngô tên thật là Ngô Thanh Long, quê ở tỉnh Đồng Nai. Trên kênh YouTube cá nhân, anh thường xuyên đăng những clip với lời nói khá tục tiểu, lăng mạ một số cơ quan báo chí. Đặc biệt, trong vai trò khách mời trong buổi livestream ngày 14 tháng 11 năm 2021 của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, YouTuber này từng phát ngôn, báo chí của Cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng, gây bức xúc dư luận. Sau những hành động và phát ngôn trên, Long Ngô bị phạt với số tiền là 7,5 triệu đồng.